Vâng, em Dương Hải Dương xin chào toàn thể các bác nhé. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì có quay cho các bác về một cái mẫu xe Focus hatchback phiên bản số tự động sản xuất năm 2009 tại bên em. Thì mẫu xe này thì với cái mức giá tại bên em đang bán mức giá là 268 triệu đã bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển cho các bác trên toàn quốc rồi. Bác nào có ưng cái mẫu xe này thì có thể alo trực tiếp cho em Dương theo số điện thoại là 0829777777 nhé các bác nhé. Đây, một cái mẫu xe gia đình, không taxi dịch vụ, form dáng rất là đẹp và hơn nữa là cái giá tiền rất hợp lý luôn. Một cái mẫu xe Focus phiên bản hatchback, xe đẹp các bác nhé. Xe này thì các bác yên tâm một điều là xe máy móc cực ngon và thân vỏ hoàn toàn là không đâm va gì cả. Đấy, các bác nhìn đây, một cái mẫu xe biển thành phố nhé. Các bác nào ở trong khu vực phía Nam có nhu cầu muốn rút hồ sơ, muốn làm ủy quyền thì đều ok là cái mẫu xe này. Đấy, biển 51A93804. Đấy, biển cũng rất là đẹp luôn. Đấy, form dáng đẹp và hơn nữa giá thành rất là rẻ luôn các bác nhé. Đây ạ. Đấy, nhìn tổng thành form dáng mẫu xe này, có màn hình cam nùi đầy đủ hết rồi. Đấy, mẫu xe này thì các bác mua về là sẵn sử dụng thôi. Đấy, xe thì không đâm va gập nước gì, máy gầm thì đại chất luôn. Đây ạ, em quay tất cả chi tiết cho các bác nhé. Đây là được trang bị hai ống bô kép đằng sau thì nhìn nó rất đẹp và dáng rất là thể thao đối với cái mẫu xe Focus phiên bản hatchback này. Quay các bác gầm bệ máy móc hết đầy đủ hết nhé. Các chi tiết ở cái mẫu xe này thì em sẽ quay cho các bác cụ thể. Tình trạng xe của bên em thì như nào thì em quay và tả luôn cho các bác để cho các bác dễ đỡ mất công. Bởi vì giá tiền như thế đều tiền nào của đấy, chất lượng xe công khai cho các bác luôn để cho các bác dễ vào việc. Cũng không phải giấu giếm gì cả, từ giá thành đến tất cả những cái chi tiết của xe, về những chi tiết kỹ thuật. Các bác nhìn cái phần cua lốp sau này. Đấy, hoàn toàn là đinh tán còn nguyên và sơn si của trong vẫn là sơn nguyên bản luôn này. Lốp sơ cua rất là đẹp. Đấy. Đấy, chi tiết của xe thì con này xe gia đình nên là vì vậy là người ta đi rất là cẩn thận. Xe còn rất là đẹp luôn các bác nhé, nhấn mạnh là rất đẹp. Đấy, 268 triệu thôi đã bao gồm phí rút hồ sơ rồi, vận chuyển rồi trên toàn quốc. Đấy, đây, cái giải đèn hậu phía sau của xe với phiên bản hatchback này thì với cái phần giải đèn hậu nó sẽ thiết kế tương đối đẹp. Đấy, các bác nhìn chi tiết đây, đằng đèn đằng trước thì chủ xe cũng đổ thêm một cái giải đèn nét tích hợp xi nhan. Đấy, vậy đi vào giờ tối khi các bác bật xi nhan nó rất là đẹp luôn. Đây các bác nhìn ạ. Đấy, về cái phần nội thất, nội thất các thứ, con này nội thất nó còn nguyên bản, cái da đẹp lắm. Chủ xe mới đầu tư tất cả dọn nội thất rồi là bảo dưỡng đầy đủ hết rồi. Các bác mua mẫu xe này về là hoàn toàn sẵn sử dụng luôn. Đấy, form dáng đẹp, máy gầm chất luôn các bác nhé. Nhấn mạnh là xe cực chất ở cái mẫu xe Focus này. Đấy, Euro nó mới hơn 8 vạn thôi. Đấy, xe đẹp, mua vào là chỉ sẵn sử dụng thôi. Xe là những cái xe này thì chủ xe người ta đi cũng rất là kỹ, nên là đồ đạc của xe tương đối liền lạc, kể cả màn hình chủ xe đã đầu tư thêm rồi. Đấy, với phiên bản số tự động này thì chị em phụ nữ đi cũng rất là nhàn. Đấy, những cái chi tiết thì các bác nhìn đây. Đấy, em quay cái phần nhựa của nó rất đẹp, riêng cái con nhựa, riêng dòng Focus này nhựa của nó rất đẹp luôn. Đây, trần phào nguyên si, trần nỉ nguyên bản. Đấy, ghế da sạch sẽ mà da nó con này nó là da xịn các bác nhé. Chủ xe bọc cái lớp ghế da xịn đấy. Da này bộ này cũng 4-5 triệu một cái bộ ghế này chứ không phải là rẻ đâu. Đấy, ghế da nó rất đẹp, với cái tông màu bạc, màu nhã màu. Thì cái mẫu xe này thì ai đi cũng được, nhưng mà nó không phải vấn đề là kiêng màu hay là phong thủy gì cả. Đây, cái ghế da đằng sau là các bác này. Đấy, sạch sẽ hoàn toàn, không phải làm gì về, chỉ đổ xăng vào là chạy thôi. Thay dầu mỡ thì em bên em bao thay dầu mỡ cho các bác luôn để các bác về đỡ phải thay. Đấy, màn hình ra là roi rất lớn, xe đẹp rồi. Đấy này, với cái tầm tiền này theo em nghĩ là rẻ, bởi vì dưới 300 triệu một cái mẫu xe form dáng tương đối đẹp và đời cũng cao rồi, đời 2009. Đấy, hơn 200 triệu, 268 triệu luôn. Đấy, đây là các bác nhìn những chi tiết của xe này rất liền nè. Với cái tầm tiền này thì em nghĩ là các bác mua mẫu xe này về đi gia đình là tương đối hợp lý luôn. Đấy, sau này đi bán nó cũng không lỗ mấy nữa. Đấy, chạy thì sướng. Cho các bác xem về phần khoang máy của xe này. Đấy, máy móc con này nó là máy zin luôn. Những dòng Focus này máy lành, chạy đến bây giờ máy là vẫn zin luôn.
chưa có hiện tượng là bổ máy hay chưa có hiện tượng làm máy gì cả. Các bác nhìn thấy những chi tiết về da máy này, nó còn da của nó còn rất đẹp. Đấy, không có hiện tượng xỉn, không có hiện tượng bạc đâu. Xe con này bao chất cho các bác nhé. Xe khu vực phía Nam thì bao chất cho các bác luôn. Xe chủ xe người ta xài cũng kỹ nên là về tất cả những cái chi tiết của xe gần như là nó còn liền lạc luôn. Đây, tổng thành chi tiết về phần khoang máy, phần nội thất cũng như là chi tiết về phần đâm va gập nước thì em bao cho các bác luôn về cái độ chất của con xe Ford Focus sản xuất năm 2009 này các bác nhé. Bác nào thiện chí thì alo cho em Dương nhé. Vâng, xin chào và cảm ơn các bác nhé.